Hello, xin chào mọi người, mình là Huy G đây. Thì dạo này cái con Leviathan nó nhiều lỗi quá anh em ơi. Mình đi săn Leviathan mà nó ra cả đống lỗi luôn, không có săn được cái gì hết. Cho nên hôm nay mình làm cái video này là để xem coi cái lỗi này nó còn không, để cho anh em biết mà tạm ngừng đi. Chứ không đi ra Leviathan rồi mất công spam ra nó không có đánh được, không lấy team được anh em ơi. Còn cái thứ hai là để mình cày thuê luôn anh em. Nếu anh em thấy hay đừng quên cho mình xin một like và một đăng ký kênh để giúp mình sắp đạt được 10.000 người đăng ký nha anh em. Còn bây giờ bắt đầu video thôi anh em ơi. Hiện tại là mình đang đi chung với mấy bạn trong server VIP đây. Ui rồi, ra cá luôn kìa anh em ơi. Dạo này như admin update cái Leviathan này nó khó hơn hay sao anh em ơi. Trên một chiếc thuyền tất cả mọi người phải đều mua được speed hết nó mới ra hay sao á. Bữa mình đi mà chỉ có một người không mua được speed mà đi mãi không có được luôn. Đi tầm 4-5 tiếng gì không có được luôn anh em ơi. Ui, hai con cấp mập luôn hả? Phải không vậy? Hình như là vậy đó anh em ơi. Ấy da, về lấy thuyền khác. Ok, đi đi về anh em ơi. À, mình quên lên check xem có ai mua chưa. Có mua rồi anh em ơi. Đấy, server mà có một vài người bị I don't know là nó không ra đâu anh em. Chỉ khi anh em đánh cá hoài là nó mới ra thôi. Gặp có con cá mà phải về reset về đi lại nè. Không biết lần này đi bao lâu là ra đây. A few minutes later. Ra đảo luôn nè. Ui, tưởng đợi anh em mình luôn chứ. Ra đảo luôn anh em ơi. Không biết con Leviathan này nó có bị lỗi hay không. Mong là nó đừng bị lỗi. À, đây rồi anh em ơi. Hiện 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 mấy cái này lên là không bị lỗi rồi. Có mấy con Leviathan nó bị lỗi, nó không hiện cái này lên luôn đó anh em ơi. Ui may quá anh em. Này mình đang rảnh mình đánh mấy này cho mấy bạn luôn anh em. Có mấy bạn mà đặt đơn team Leviathan nhưng mà mình cày mấy cái này luôn à. Mình cày mấy cái vẫy cho mấy bạn nó luôn. Đơn của bạn này là cày lấy mele mới luôn nha anh em. Ui mình sắp hẹo luôn kìa. Ok, xong một cái phần thân rồi. Khi nãy mà không bị disconnect cái ạc kia thì ngon rồi. Thằng em mình nó cầm cái con ạc kia mà nó cứ bị disconnect hoài. Có chủ ạc vô hoài anh em ơi. Tính đổi mật khẩu mà chưa kịp đổi mật khẩu nữa. Đổi mật khẩu cày xong rồi đổi lại. Mình cày thuê mà cứ bị disconnect như vậy là mình đổi mật khẩu anh em. Cày xong rồi mình trả lại mật khẩu mất công là spam ra Leviathan rồi mấy bạn nó vô nữa. Ngay đúng lúc mình đang đánh Leviathan nữa cày lắm anh em. Như cái trường hợp hồi nãy anh em mình đang đi cái chuẩn bị spam ra Leviathan rồi bị disconnect. Coi như lần sau phải đi lại rồi anh em ơi. Nãy mà nó đổi mật khẩu trước khi săn là ngon rồi. Mấy ông cứ thấy bị disconnect mà mấy ông không nghĩ đến cái trường hợp là người ta vào ạc cày. Cứ vậy mà vô lúc người ta đang cày, trời ơi bị disconnect không vậy anh em ơi. Anh em khi nào mà đặt đơn mà thấy cứ bị disconnect là anh em đừng có vào ạc nữa nhá. Còn cái phần đầu thôi anh em. Đánh còn 100k máu mình đi lấy thuyền. Ui mấy anh em đánh nhanh dữ vậy. Ui mấy ông này farm nhanh lắm anh em. Chịu khó đánh phết. Rồi 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 rồi. Đánh thêm phát nữa rồi đi lấy thuyền luôn à. Chết rồi mình sắp hẹo rồi. Thuyền đâu thuyền đâu. Thuyền đâu mất rồi. Chết rồi sắp hẹo rồi anh em ơi. Ui may quá. Mấy con Leviathan nó hẹo đúng lúc mình gần gần hẹo luôn anh em. Nó hẹo trước mình xíu. Không là mình chết rồi anh em. May mấy ông kia đánh nhanh đấy. Đâu thuyền đâu. Ô thuyền đâu. Rồi xong luôn.
Rồi xong luôn, đi tìm thuyền không thấy luôn. Ui, gặp ban đêm nữa chứ anh em. Gặp ban đêm nữa sao mà tìm thuyền. À đây đây đây, thuyền đây, thuyền đây, thuyền đây. Ui sao vậy, thằng nào lái thuyền sao vậy, chết. Chết 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 chết. Không biết đến kịp hay không đây. Rồi ok, may quá. May quá anh em ơi, đâm 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 có hụt có miếng nữa là nó không được luôn rồi. Đây 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 đây. Cái này nó sắp hết thời gian luôn rồi anh em. Ui mình đâm hụt có miếng nữa là nó hụt luôn rồi đấy. Tính kêu ông này lùi thuyền ra mà mình sợ hết thời gian cho nên là mình đâm luôn. May quá. Này săn Leviathan nó khó hơn cho nên là mình thấy quý trọng cái này hơn anh em ơi. Nó không như xưa nữa. Hồi xưa bị I don't know đi săn vẫn được. Mà nay bị I don't know ngồi ké thuyền vẫn không ra anh em. Nay AD fit rồi sao á. Càng ngày càng khó khăn mà. Ui xồi. Mình đánh tận mấy cái vảy luôn. Rồi ok. Cầm đem về nữa là ok rồi đấy. Hôm nay đi cũng nhanh. Tầm 5.000 m là ra rồi. Chỉ cần có 5 người không bị IDK thôi nè anh em. Đi auto ra luôn. Nhưng mà trong trong chiếc thuyền này chỉ cần một vài người bị I don't know cái là đi mãi không ra luôn anh em. Bọn mình không có ai bị I don't know hết cho nên là đi phát ra luôn. Anh em nếu muốn đi săn Leviathan nhanh thì anh em phải tìm mấy cái người không bị I don't know nha anh em. Còn mà tìm đúng mấy người bị I don't know thì đi đến ngày mai luôn. Ông nào bị I don't know thì tự giác tìm tem bị I don't know đi ra săn cá để cho nó hết I don't know nha anh em. Chứ còn anh em mà cứ vô đi chung là mãi đi mãi không ra đâu. Không biết sau này admin có fix cái gì nữa không. Hiện tại bây giờ thì một cái thuyền chỉ có mấy ông mà không bị I don't know mới đi được thôi anh em ơi. Hoặc là anh em vừa đi săn cá đó anh em. Vừa đi vừa đánh cá. Lỡ may nó hết I don't know ngay cái lúc mà mình vừa săn xong con cá đó thì nó sẽ ra thôi. Vãi lìn thật. Mẹ cay thật anh em ơi. Chả biết nói gì nữa hết. Mẹ. Tôi cũng chịu. Cái trường hợp này mình gặp nhiều rồi anh em ơi. Giờ gặp lại cũng không biết nói gì hết. Tôi cũng chịu luôn. Giờ thành I don't know luôn. Giờ cày cá sấp mặt liền luôn anh em ơi. Giờ mình làm biếng cày quá quá ta. Chắc phải lên stream cày thôi anh em. Mẹ cày quá. Vậy là tối nay có khi sẽ spam ra Levi rồi đó anh em. Tại vì tối nay mình cày cá từ đầu đến cuối. Cho nên là kiểu gì cũng ra Levi rồi anh em. Mấy anh em mà vô server VIP kiểu gì đánh từ đầu đến cuối cũng hết IDK. Thôi chắc mình xin dừng clip tại đây thôi anh em ơi. Chán quá, chả biết nói gì nữa hết. Đi đến đây rồi còn bị disconnect nữa. Nếu anh em thấy hay đừng quên cho mình xin một like và một đăng ký kênh để giúp mình sớm đạt được 10.000 người đăng ký nha anh em. Giờ này phải cày lại con nạc này thôi. Săn có con Leviathan mà disconnect mấy lần liên tiếp.